Chương 106, gây tai ương, Vương Hy Phượng xiết bao hổ thẹn tránh họa hoạn, Giả Thái Quân cầu khấn Phật trời. Giả Chính nghe nói Giả Mẫu nguy cấp, vội vàng vào xem, thấy Giả Mẫu khiếp sợ, khí ngược lên cổ. Vương Phu Nhân và Uyên Ương gọi mãi mới tỉnh, rồi cho uống thuốc viên, sơ khí an thần. Dần dần Giả Mẫu hơi đỡ nhưng cứ thương tâm chảy nước mắt. Giả Chính đứng một bên khuyên. Bọn chúng con hư thối, gây nên tai vạ, để mẹ chịu sợ hãi. Mẹ có thư thái ít nhiều thì bọn con mới có thể ở ngoài lo liệu, nếu mẹ có mệnh hệ nào thì tội chúng con lại càng thêm nặng. Giả Mẫu nói, ta sống đã hơn 80 tuổi. Từ khi còn là con gái, về nhà chồng, đều nhờ phúc ấm cha ông, chưa bao giờ thấy việc như thế này. Giờ già rồi, nếu nhìn thấy các con chịu tội, bụng ta sao đành. Chi bằng nhắm mắt để mặc các con. Nói rồi lại khóc. Lúc đó Giả Chính bối rối vô cùng. Bỗng nghe bên ngoài nói, thưa ông lớn, trong cung có tin ra. Giả Chính vội vàng đi ra, thì thấy quan trưởng sử phủ Bắc Tĩnh Vương đến nói, xin mừng cho ngài. Giả Chính cảm ơn, mời ngồi và hỏi, Vương gia có chỉ dụ gì? Vương gia chúng tôi và Tây Bình quận Vương vào nội phúc chỉ tâu rõ việc quan lớn sợ hãi và lời cảm kích ơn vua. Chúa thượng rất thương và nghĩ tới quý phi mất chưa bao lâu, không nỡ làm tội, nên vẫn gia ân cho ngài nhậm chức viên ngoại bộ công như cũ. Gia sản bị niêm phong, chỉ đem phần của giả xá nhập vào của công, còn nửa đều trả lại, và truyền chỉ cho ngài phải tận tâm làm chức vụ. Chỉ có khế cho vay, thì sai vương gia chúng tôi tra xét. Nếu có khoản nào lấy lãi nặng quá lệ, thì đều nhập vào của công, còn những khoản lấy lãi đúng lệ, cùng giấy tờ nhà cửa ruộng đất, đều trả lại hết. Giả Liễn thì bị cách chức tha về. Giả Chính nghe xong, liền đứng dậy sụp lạy cảm tạ ơn vua, lạy tạ ơn vương gia, và nói, xin quan trường sứ bẩm giúp. Sáng mai tôi sẽ đến cửa cung tạ ơn và đến vương phủ lạy tạ. Viên trướng sứ ra về. Một lát, chỉ vô truyền ra, quan thừa biện tuân theo chỉ ý, tra rõ tất cả, cái gì nhập vào của công thì nhập, cái gì trả lại thì trả. Tha Giả Liễn ra, còn bao nhiêu đàn ông đàn bà thuộc về nhà giả xá, thì đều kê sổ nhập quan. Đáng thương trong nhà Giả Liễn, ngoài những giấy tờ hợp lệ được trả lại, còn nửa tuy chưa xung công hết cả, nhưng đã bị bọn người tra soát cướp hết, chỉ trơ lại đồ dùng mà thôi. Giả Liễn ban đầu sợ phạm tội, sau được tha, đã là may mắn. Đến khi nghĩ lại những của cải dành dụng mấy năm nay cùng với của riêng của Phượng Thư, gần 5-7 vạn lạng bạc, một lúc hết sạch, làm sao khỏi đau lòng. Vả lại cha thì đang bị giam ở phủ Cẩm Y, Phượng Thư thì ốm nguy ngập, nên hắn vừa buồn bã vừa đau xót. Lại thấy Giả Chính rưng rưng nước mắt, gọi hắn mà bảo, ta vì bận việc quan, không trông nom việc nhà được, mới bảo vợ chồng cháu đến coi giúp. Việc cha cháu làm, đã đành khó lòng khuyên can, còn việc cho vay lấy lãi ấy, thì do ai làm? Vả lại việc ấy không phải là hạng nhà chúng ta nên làm. Nay bị xung công, tuy tiền bạc không quan hệ, nhưng tiếng tăm đồn đại thì còn ra gì nữa. Giả Liễn quỳ xuống thưa, cháu lo việc nhà thật là không dám có chút gì tư túi. Sổ sách ra vào có bọn Lại Đại, Ngô Tân Đăng, Đái Lương ghi chép. Chú gọi bọn ấy ra hỏi thì rõ. Hiện mấy năm nay, bạc ở kho chi nhiều thu ít, tuy chưa phải bù nhưng ở các nơi đã thiếu hụt nhiều. Xin chú hỏi thiếm thì biết. Còn những món tiền cho vay lấy lãi ấy, ngay cháu cũng không hiểu là bạc ở đâu, phải hỏi bọn Chu Thụy và Lai Vượng mới biết. Cứ như cháu nói, ngay cả việc trong nhà cháu còn không biết, thì những việc trên việc dưới, cháu lại càng không biết nữa. Bây giờ ta cũng không tra hỏi cháu làm gì. Hiện nay cháu là người vô tội, phải mau mau dò la tin tức về cha cháu và việc anh Trân xem sao. Giả Liễn trong lòng uất ức, nước mắt giàn giụa, vâng lời đi ra. Giả Chính than thở luôn miệng, nghĩ bụng. Cha ông mình khó nhọc về việc nhà vua, lập nên công nghiệp mới được hai chức thế tước, nay đều phạm tội, đều bị cách cả. Xem chừng, bọn con cháu, không một đứa nào nên thân. Trời ơi là trời! Họ Giả nhà mình sao đến nỗi suy sụp như thế? Mình tuy nhờ ơn trên thương đến, trả lại gia sản, nhưng rồi việc ăn tiêu cả hai nơi, phải dồn về một chỗ. Một mình ta chèo chống sao nổi.
vừa rồi thằng Liễn nói lại càng lạ. Chẳng những trong kho không có bạc mà lại còn nợ nần thiếu thốn. Thì ra mấy năm nay chỉ có tiếng hảo bên ngoài. Mình sao mà ngu dại đến như thế? Nếu thằng Châu còn sống thì còn có người giúp đỡ. Bảo Ngọc tuy lớn cũng là vô dụng. Giả Chính nghĩ đến đó, nước mắt đầm đìa thấu áo, rồi lại nghĩ. Mẹ mình tuổi cao như thế, con cháu chưa phụng dưỡng được một ngày nào mà lại làm cho mẹ già khiếp sợ chết đi sống lại, tội này mình còn biết để cho ai? Giả Chính đang một mình buồn bã, bỗng thấy người nhà vào bẩm. Bà con bạn hữu đến hỏi thăm. Giả Chính cảm ơn hết thảy mọi người và nói. Trong nhà gặp lúc không may, chỉ vì tôi không biết dạy bảo con cháu, cho nên đến nông nỗi này. Có người nói. Từ lâu chúng tôi đã biết. Ông cả làm việc không được đứng đắn. Anh cả Trân bên kia lại càng kiêu căng phóng túng. Nếu vì làm việc quan lầm lẫn mà phải lỗi, thì cũng không hổ, bây giờ mình gây nên vạ, lại làm liên lụy đến ông hai. Có người nói. Người ta làm sằng cũng nhiều, nhưng cũng không thấy quan ngự sứ hạt tâu. Nếu không phải là ông cả Trân làm mết lòng bạn bè, thì đâu đến nỗi như thế. Có người nói. Cũng không nên trách quan ngự sử. Chúng tôi nghe chính là người nhà ở phủ đây cùng mấy thằng vô lại ở ngoài làm ầm ĩ lên. Quan ngự sử sợ hạt tâu không thật, cho nên dỗ chúng nói ra. Tôi nghĩ quý phủ đây đối đãi với tôi tớ rất khoan dung, làm sao còn có việc ấy. Có người nói. Bọn đầy tớ không thể nuôi đứa nào hết. Hôm nay ở đây đều là bạn bầu thân thiết cả, tôi mới dám nói. Ngay khi ngài làm quan ngoài, tôi cũng không thể tin chắc rằng ngài không ham tiền. Tiếng tăm ở ngoài sở dĩ không tốt, đều là do bọn tôi tớ gây ra. Ngài cũng nên để ý đề phòng. Nay tuy không động đến gia sản của ngài, nhưng nếu gặp lúc chúa thượng ngờ vực, thì sẽ không hay. Giả Chính nghe nói, trong lòng hoảng sợ, liền hỏi. Các vị nghe tiếng tăm của tôi ra sao? Mọi người nói. Chúng tôi tuy không biết sự thật, nhưng nghe người ngoài nói lúc ngài làm quan lương đạo, có bảo bọn người nhà đòi tiền thế nào đó. Giả Chính nghe xong, liền nói. Tôi thật thề với trời xưa nay chưa hề dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì bọn tôi tớ ở ngoài lừa gạt người ta mà gây nên chuyện, thì tôi cũng phải chịu tội. Mọi người nói. Giờ đây sợ cũng vô ích, chỉ cần đem bọn người nhà xét ra cho nghiêm, nếu có đứa nào chống lại chủ nhà, xét cho ra mà nghiêm trị là được. Giả Chính nghe nói gật đầu. Vừa lúc đó thấy người ngoài cửa vào thư. Cậu Tôn sai người đến nói bận việc không đến được, cho người đến hỏi thăm, và bảo ông lớn phải nhận trả số bạc mà ông trả nợ của cậu ta. Giả Chính trong lòng bực bội, chỉ nói. Biết rồi. Mọi người đều cười nhạt và nói. Người ta hảo Tôn Thiệu Tổ bà con với ngài là người gàn dở. Quả thật là đúng. Hiện nay ông Nhạc bị soát nhà, chàng rể chẳng những không đến trông nom giúp đỡ mà lại vội vàng đến đòi nợ. Thật là vô lý. Giả Chính nói. Bây giờ hãy chưa cần nói. Việc hôn nhân ấy là do anh tôi làm sai. Cháu gái tôi chịu khổ đã đủ, bây giờ lại quàng đến cả tôi đấy. Đang nói thì thấy Tiết Khoa đi vào thư. Tôi dò nghe Triệu Toàn ở phủ Cẩm Y nhất định đòi trị tội như lời quan ngự sử hạt, sợ rằng ông Trân và ông cả sẽ bị tội nặng. Mọi người đều nói. Ông lớn cần phải đi xin với vương gia, làm sao kiếm cách cứu vãn mới được. Nếu không thì cả hai nhà sẽ tan tành. Giả Chính vâng lời và cảm tạ, rồi mọi người ra về. Lúc đó, chừng vừa lên đèn, Giả Chính vào thăm Giả Mẫu, thấy Giả Mẫu hơi đỡ. Về đến phòng ông ta oán trách vợ chồng Giả Liễn không biết gì hết. Bây giờ xảy ra chuyện cho vay lấy lãi, làm cả nhà mang tiếng. Bây giờ mới biết rõ Phượng Thư làm.
Ông ta rất tức tối, nhưng thấy Phượng Thư hiện đang ốm nặng, chị ta cái gì đều bị mất hết. Cố Nhiên trong lòng đau đớn. Vì vậy cũng không tiện quở trách, đành tạm nín nhịn không nói gì. Hôm sau, Giả Chính vào cung tạ ơn và đến các phủ Bắc Tỉnh và Tây Bình lạy tạ. Xin hai vương gia xét thương anh và cháu mình. Hai vương gia đều nhận lời. Giả Chính lại đến nhà các quan đồng liêu thân thiết xin họ giúp đỡ. Giả Liễn thấy tình hình cha và anh xem chừng không xong, chẳng biết làm thế nào đành phải về nhà. Bình Nhi ngồi trông nom Phượng Thư và khóc lóc. Thu Đồng ngồi ở buồng bên cạnh oán trách Phượng Thư. Giả Liễn chạy đến một bên, thấy Phượng Thư chỉ còn thoi thóp, dầu có bao nhiêu lời trách móc cũng không thể nói ra. Bình Nhi khóc nói: Nay đã đến nỗi này, của cải mất rồi, không thể trở lại được nữa. Mợ như thế này, cũng phải mời thầy thuốc xem một chút mới được chứ. Giả Liễn đâm cáo: Chà, mạng tao đây khó lòng mà giữ trọn, còn trông coi đến nó được à? Phượng Thư nghe nói, hé mắt ra nhìn một cái, tuy không nói gì, nhưng nước mắt trào ra. Thấy Giả Liễn ra rồi, chị ta bèn nói với Bình Nhi: Chị đừng có u mê không hiểu nữa. Đã đến nỗi nước này, chị còn lo đến ta làm gì? Ta chỉ mong chết ngay bây giờ càng hay. Chỉ cần chị còn nhớ đến ta, sau ta chết rồi, chị nuôi nấng con xảo cho khôn lớn, ta ở nơi âm ti cũng cảm kích tình nghĩa của chị. Bình Nhi nghe nói, càng khóc nức nở. Phượng Thư lại nói: Chị cũng là người hiểu đời. Dù họ không đã động đến ta, nhưng thế nào cậu ấy cũng oán trách ta. Việc này tuy bên ngoài gây nên, nhưng nếu ta không tham lãi, thì cũng chẳng có việc gì đến ta. Giờ đây uổng phí bao nhiêu tâm lực suốt đời lo dành phần hơn người ta. Nay trở lại thua kém họ. Ta còn mang máng nghe nói việc của anh cả Trân là do cưỡng ép vợ lương dân làm vợ lẽ. Nó không theo nên bức hiếp nó đến chết. Trong việc này lại có người họ Trương. Chị nghĩ xem còn có ai nữa. Việc ấy mà xét ra, thì cậu hai nhà ta không sao tránh khỏi tội. Lúc đó ta còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Ta muốn chết ngay, nhưng lại không chịu nổi những việc nuốt vàng sống hoặc uống thuốc độc. Chị còn muốn mời thầy thuốc làm gì? Thế có phải chị không thương ta mà lại làm hại ta không? Bình Nhi càng nghe càng đau xót, nghĩ lại cũng khó xử, chỉ sợ Phượng Thư tìm cách tự tử, nên cứ ngồi giữ miết không rời. May mà Giả Mẫu không biết rõ đầu đuôi, nên gần đây trong người có hơi đỡ. Lại thấy Giả Chính vô sự, Bảo Ngọc và Bảo Thoa ngày nào cũng ở luôn bên cạnh mình, nên cũng hơi yên lòng. Giả Mẫu xưa nay vốn yêu Phượng Thư, liền bảo Uyên Ương: Mày đem một ít đồ vật của riêng ta cho con Phượng, và đem một ít tiền giao cho con Bình để lo hầu hạ con Phượng chu đáo, rồi thông thả ta sẽ xếp đặt. Giả Mẫu lại bảo Vương phu nhân trông nom Hình phu nhân. Lúc đó Phủ Ninh đã xung công, tất cả của cải, nhà cửa, đất đai và bọn gia nô đều ghi sổ tịch thu hết. Giả Mẫu sai người đưa xe đón Vưu Thị và con dâu qua bên này, Phủ Ninh tấp nập như thế mà nay chỉ còn lại mẹ con Vưu Thị và Bội Phượng, Giải Loan, ngay một người hầu cũng không có. Giả Mẫu chỉ cho một ngôi nhà để ở liền vách với chỗ ở của Tích Xuân. Lại sai bốn bà già và hai a hoàng hầu hạ. Tất cả vật dụng cơm nước đều do nhà bếp lớn chia phần đưa đến. Áo quần đồ đạc thì do Giả Mẫu đưa cho. Còn những món tiêu dùng lặt vặt cũng do phòng kế toán chu cấp theo như tiền lương tháng của mỗi người bên Phủ Vinh. Tiền tiêu dùng của bọn Giả Xá, Giả Trân và Giả Dung ở Phủ Cẩm Y thì phòng kế toán không biết lấy ở khoản gì ra mà chi nữa. Hiện giờ Phượng Thư không còn gì, Giả Liễn ở ngoài mắc nợ rất nhiều. Giả Chính không hiểu việc nhà, chỉ cho rằng đã giao cho người ta, tự nhiên có kẻ trông nom. Giả Liễn không còn cách gì. Nghĩ đến các nhà thân thiết thì nhà Tiết phu nhân đã suy sụp. Vương Tử Đằng đã chết, còn các nhà bà con cắt thì đều không thể giúp đỡ cho mình. Hắn đành phải sai người ngấm ngầm tới các trại bán đỡ ruộng đất lấy vài ngàn lạng để tiêu phí trong nhà giam. Bọn tôi tớ thấy chủ thất thế, cũng nhân dịp làm càn, giả danh mượn trước một số địa tô ở trại phía đông để tiêu vụng. Giả Mẫu thấy chức tước của cha ông để lại bị cách mất, con cháu đang bị giam, chờ ngày tra hỏi. Hình phu nhân và Vưu Thị đêm ngày khóc lóc. Phượng Thư bệnh tình nguy cấp, tuy có Bảo Ngọc, Bảo Thoa ở bên cạnh,
nhưng chỉ có thể khuyên giải chứ không thể chia nỗi lo âu được. Vì thế, đêm ngày phiền muộn, lo trước nghĩ sau, nước mắt không bao giờ khô. Một hôm, trời đã về chiều. Giả mẫu bảo Bảo Ngọc về phòng, rồi một mình gắng gượng dậy. Bà ta bảo bọn Uyên Ương đi thắp hương ở các Phật đường, lại bảo thắp hương ở giữa sân, rồi chống gậy đi ra. Hổ Phách biết là giả mẫu định lễ Phật, liền trải nệm hồng ra. Giả mẫu thắp hương, quỳ xuống sụp lạy mấy lần, niệm Phật một hồi, rồi ứa nước mắt khấn trời đất. Trời Phật ở trên, tôi là họ Sử, dâu nhà họ Giả, thành kính cầu khẩn, xin Đức Phật rủ lòng từ bi. Nhà họ Giả chúng tôi mấy đời nay không dám ngang tàng làm bậy. Tôi giúp chồng dạy con, tuy không làm được điều thiện, cũng không dám làm điều ác. Chắc là vì bọn con cháu kêu sa dâm dật, phí phạm của trời đến nỗi cả nhà bị khám xét. Hiện nay con cháu bị giam, chắc hẳn giữ nhiều lành ít, đó đều là tội tại một mình tôi không biết dạy bảo chúng nó cho nên đến nông nỗi này. Giờ đây tôi xin trời phù hộ người bị giam gặp dữ hóa lành, người có bệnh mau mau mạnh khỏe, dầu cả nhà có tội, tôi tình nguyện xin chịu một mình. Chỉ mong tha thứ cho bọn con cháu. Nếu trời thương tôi thành tâm kính cẩn, thì xin cho tôi chết sớm, mà khoan dung tội lỗi cho bọn con cháu. Giả mẫu lâm râm cầu khẩn đến đó, rồi bất giác thương tâm nghẹn ngào khóc lóc. Bọn Uyên Ương, Trân Châu vừa khuyên giải vừa dìu vào phòng. Vương phu nhân dẫn Bảo Ngọc, Bảo Thoa tới hỏi thăm sức khỏe. Thấy giả mẫu thương khóc, ba người cũng đều khóc lóc. Bảo Thoa lại có một nỗi khổ tâm khác, anh mình đang bị giam, sau này xử án không biết có được giảm nhẹ hay không. Cha mẹ chồng tuy rằng vô sự, nhưng gia nghiệp đã tiêu điều, Bảo Ngọc vẫn còn rồ dại, không có chút chí khí, nghĩ đến việc chung thân sau này, lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Giả mẫu và Vương phu nhân, Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa như thế, cũng có một nỗi thương cảm riêng, nghĩ bụng. Bà tuổi già, không được yên tâm. Cha và mẹ thấy quang cảnh này ắt phải đau lòng. Bọn chị em tan tác chia phôi càng ngày càng ít. Nhớ lại hồi ở trong vườn ngâm thơ lập xã, vui vẻ biết chừng nào. Từ khi em Lâm qua đời, mình buồn bực cho đến nay, lại có chị Bảo làm bạn khóc lóc luôn cũng không tiện. Vả lại thấy chị ta lo cho anh, nhớ đến mẹ, đêm ngày mặt ủ mày chau. Nay thấy chị ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng lại càng không nỡ. Do đó Bảo Ngọc cũng nức nở khóc. Bọn Uyên Ương, Thái Vân, Banh Nhi, tập nhân trông thấy ai nấy cũng đều có mối lo buồn riêng, nên đều đua nhau khóc. Các A Hoàng thấy vậy thương tâm cũng khóc lên, không còn có ai khuyên giải. Tiếng khóc cả nhà như rung trời chuyển đất, bọn bà già canh đêm hoảng sợ, vội vàng tin cho Giả Chính biết. Giả Chính đang buồn bực ở thư phòng, nghe bọn người nhà Giả Mẫu báo tin, trong bụng hoảng hết, vội vàng chạy vào. Xa xa nghe tiếng khóc vang lên rất đông. Giả Chính tưởng là Giả Mẫu có việc gì, hồn phách rụng rời. Chạy vội vào, thấy mọi người ngồi thừ ra khóc, ông ta mới yên lòng, liền nói. Cụ thương tâm thì cả nhà nên khuyên giải mới phải. Tại sao lại kéo bè mà khóc như thế? Mọi người nghe tiếng Giả Chính vội vàng nín khóc, nhìn nhau ngơ ngác. Giả Chính lại gần yên ủi Giả Mẫu và trách mắng bọn họ mấy câu. Mọi người đều nghĩ thầm, bọn mình vốn sợ bà thương tâm, nên đến khuyên giải, tại sao lại quên bẵng đi, cùng nhau khóc lóc như vậy. Đang lúc ngẩn ngơ thì thấy một bà ở bên nhà Sử Hầu đi vào hỏi thăm sức khỏe của Giả Mẫu và mọi người xong, liền nói. Ông lớn, bà lớn và cô nhà chúng tôi sai chúng tôi đến nói. Nghe thấy bên phủ đâu có việc, nhưng vốn không quan hệ gì chẳng qua bị kinh khủng trong một lúc thôi. Sợ ông bà lo phiền, cho nên bảo chúng tôi đến thưa chuyện. Ông hai ở đây. Chẳng có gì đáng sợ. Cô chúng tôi vốn muốn sang đây, nhưng vì chẳng bao lâu nữa thì về nhà chồng, nên không sang được. Giả Mẫu nghe nói, không tiện cảm ơn, chỉ nói. Các bà về nói hộ, chúng tôi có lời hỏi thăm sức khỏe. Đây là vận nhà chúng tôi gặp bước như thế. Cảm ơn ông bà bên nhà tưởng đến. Hôm khác sẽ xin qua tạ ơn. Cô nhà các bà về nhà chồng, chắc chú rể thì không cần phải nói nữa, còn gia tư nhà họ ra sao? Hai người đàn bà thưa. Gia tư thì cũng chẳng sao. Nhưng cậu rể người rất xinh xắn, tính lại hiền hòa. Chúng tôi đã thấy mặt mấy lần, xem chừng không khác cậu Bảo đây mấy, và nghe nói, văn tài cũng giỏi. Giả Mẫu nghe xong,
vui mừng nói. Thế thì tốt lắm. Đó là phúc của cô ấy. Nhưng mà nề nếp nhà chúng ta còn theo lễ phương Nam. Vì thế chúng ta không được thấy mặt chú rể mới. Hôm trước tôi còn nghĩ đến người bên họ ngoại nhà tôi. Tôi chỉ yêu nhất là cháu nó, một năm 360 ngày thì ở đây đến trên 200 ngày. Nay đã lớn như thế, tôi định kiếm cho nó một người chồng tốt. Nhưng vì chú nó không ở nhà, tôi không tiện làm chủ. Cháu nó đã có phúc lấy được chú rể tốt, thì tôi cũng yên lòng. Tháng này nó về nhà chồng, tôi vốn định qua uống ly rượu mừng, không ngờ nhà chúng tôi xảy ra việc thế này, lòng tôi nóng như nước sôi, đâu còn sang bên ấy được. Các bà về nói tôi có lời hỏi thăm. Mọi người bên này cũng đều gửi lời hỏi thăm. Các bà lại nói hộ với cháu nó đừng nghĩ gì đến tôi. Tôi nay đã hơn 80 tuổi, dầu có chết cũng không phải thiếu phúc nữa. Mong sao cho cháu nó về nhà người ta, vợ chồng hòa thuận, bách niên giai lão là tôi yên lòng. Giả mẫu nói đến đó, lại rơi nước mắt. Người đàn bà kia nói, cụ bà không cần phải thương tâm. Cô tôi về nhà chồng, đến hôm làm lễ hồi môn rồi thế nào cũng cùng cậu rể tới chào cụ, lúc đó cụ thấy mặt sẽ vui mừng đấy. Giả mẫu gật đầu. Người đàn bà kia đi ra rồi, cũng không ai nghĩ đến chuyện ấy nữa, chỉ có Bảo Ngọc nghe rồi ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng cứ thế này, ngày này qua ngày khác, mình khó mà sống nổi. Tại sao người ta sinh ra con gái cứ lớn lên lại phải đi? Lấy chồng. Khi đã lấy chồng thì hình như biến thành một con người khác. Em xử như thế, lại bị chú ép gả cho người ta, sau này cô ta có gặp mình cũng sẽ không nhìn ngó gì đến nữa. Ta nghĩ một con người mà đã đến lúc không ai nhìn đến thì còn sống mà làm gì? Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc lại thương tâm, nhưng thấy giả mẫu vừa mới yên lặng nên không dám khóc nữa, đành chỉ ngồi buồn rũ. Được một lúc, giả chính không đành lòng, lại vào thăm giả mẫu. Thấy mẹ đã hơi đỡ, ông ta liền gọi lại đại bảo đem sổ những người nhà coi việc trong toàn phủ điểm lại một lượt. Trừ bọn người thuộc về giả xá đã xung công, còn lại hơn 30 nhà, cả trai gái gồm 212 người. Giả chính bảo gọi 41 người đàn ông hiện đang làm việc trong phủ vào hỏi về việc tiêu dùng may năm nay. Thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu. Giả chính xem thì thấy tiền thu không đủ chi, lại thêm mấy năm nay, tiêu dùng về việc trong cung. Trong sổ có nhiều khoản phải vay mượn bên ngoài. Lại tra về khoản địa tô tỉnh Đông thì thấy mấy năm gần đây địa tô nạp vào không bằng một nửa so với đời cha ông, mà tiêu dùng lại nhiều hơn gấp 10 lần. Giả chính không xem thì thôi, xem rồi hoảng lên, dẫm chân nói. Chết thật! Ta tưởng là cháu Liễn coi việc thế nào cũng biết lo lắng, ai ngờ mấy năm nay, năm dần đã tiêu lan sang tiền năm Mão. Thế mà vẫn tô điểm bề ngoài. Cho bổng lộc thế chức một là việc không quan hệ gì, làm gì mà chẳng suy sụp. Bây giờ mình mới biết dành dụng thì đã muộn rồi. Nghĩ đến đó, ông ta cứ đi đi lại lại, chẳng còn biết làm cách nào. Mọi người biết giả chính không quen việc nhà, có sốt ruột cũng vô ích, liền nói. Ông lớn không cần phải lo phiền, nhà nào cũng như thế cả. Nếu tính tổng cộng lại thì ngay nhà Đức Vương cũng không đủ tiêu, chẳng qua chỉ trau chuốt bộ mặt ngoài. Đến đâu hay đây thôi. Giờ đây ông lớn nhờ ơn Chúa Thượng mới có chút gia sản này. Nếu bị xung công hết, không lẽ ông lớn không ăn tiêu nữa? Giả chính quát. Nói nhảm. Bọn tôi tới chúng bay là đồ vô lương tâm cả. Lúc chủ nhà còn khá thì chúng bay tiêu pha bừa bãi, đến khi hết sạch, mỗi đứa bỏ đi mỗi nơi. Kể gì chủ nhà chết với sống. Giờ đây chúng bay nói không bị tịch thu niêm phong là tốt, nhưng chúng bay biết sao được tiếng tăm ở bên ngoài. Gốc đã khó giữ thì còn chịu sao nổi bọn chúng bay ở ngoài làm càn, nói láo, lừa gạt người ta. Khi xảy ra chuyện thì chúng bay đổ vào đầu chủ nhà là xong. Giờ nghe nói việc ông cả, anh Trân là do bào nhị. Người nhà chúng ta rêu rao lộ chuyện. Nay xem sổ này không có tên bào nhị nào cả, là tại làm sao? Mọi người thưa. Tên Bào Nhị không ở trong danh sách này. Trước kia hắn ở bên Phủ Ninh. Vì cậu hai thấy hắn ta thật thà mới gọi hai vợ chồng hắn qua bên này. Sau vợ chết, hắn lại về Phủ Ninh. Lúc ông lớn bận việc ở cửa quan, cụ bà lớn, các ông đều đi lên lăng. Cậu Trân coi hộ việc nhà, đem hắn sang,
sau đó hắn lại đi ngay. Mà năm nay ông lớn không coi việc nhà, làm gì mà biết những chuyện ấy. Ông lớn cứ tưởng rằng trên danh sách không có tên chỉ có một người ấy thôi, không biết rằng là cũng có tôi tớ của họ, rồi tôi tớ cũng lại có tôi tớ nữa đấy. Giá Chính nói, thế thì chết thật. Rồi ông ta nghĩ rằng trong một lúc chưa có thể xử trí dứt khoát, đành phải quát mọi người lui ra, nhưng trong bụng đã có ý sẵn sàng, hãy chờ xem quan trên xét hỏi bọn giá xá ra sao rồi sẽ định sau. Một hôm, Giả Chính đang ngồi trù tính ở thư phòng, bỗng một người vội vàng chạy vào trình. Xin mời ông lớn vào cung mau để hầu chuyện. Giả Chính nghe nói trong bụng hoảng hốt, đành phải đi vào cung.